Siêu nhân đỏ Akashenshi hay còn được gọi với cái tên thân thương trong một số trường hợp là Kamen Rider Red. Đây đều là những danh xưng dành cho các chiến binh mặc áo đỏ, aka người được cho là mạnh nhất trong một chiến đội siêu nhân. Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những vũ khí, bộ giáp, robot của Akashenshi luôn được miêu tả là có sức mạnh cực kỳ bá đạo. Thế mới nói, đã máu trâu, đêm to, lại còn có nhiều skin ngon. Đúng là áo đỏ chứng tỏ được buff. Vậy đó là những chiến binh nào? Hãy nhanh tay bấm ngay cái nút đăng ký và xem tiếp để khám phá sức mạnh của các thành viên trong đại gia đình áo đỏ tính từ siêu nhân Gao trở về sau nhé. Let's go! Một, Gao đỏ Kakeru. Dù gia nhập trễ nhất đội, nhưng Kakeru lại chính là leader của Gao Team. Kakeru có khả năng thấu hiểu động vật mỗi khi nhắm mắt lại, nhưng điều này hoàn toàn vô dụng với Oruku vì chúng không có linh hồn. Vũ khí của Gao đỏ gồm nắm đấm sư tử, một con hàng có khả năng tách ra làm hai phần để gia tăng tốc độ khi tấn công hoặc đóng vai trò là găng tay đấm bốc, đấm vỡ alo của đối thủ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, con hàng này cũng được dùng để ngăn chặn các đòn đánh của kẻ thù. Tuyệt chiêu của nắm đấm sư tử là ngọn lửa bùng cháy, cho phép chiến binh hạ gục đối phương bằng hai vết chém năng lượng. Trong tập 3, Kakeru còn có một vũ khí mới vốn được phát triển từ nắm đấm sư tử, đó là súng máy Gao với hai chế độ Normal và Final. Cuối cùng là món vũ khí siêu mạnh Gao đỏ có được khi đồng đội bay màu gần hết, mũi tên chim ưng. Khi đánh tầm xa, nó sẽ được dùng để bắn ra các tia năng lượng hoặc mũi tên hình chim ưng. Ngoài ra, Gao đỏ cũng có thể triệu hồi Gao chim ưng với các siêu thú khác bằng con hàng này. Mecha riêng của anh là Gao sư tử, Gao khỉ đột và Gao chim ưng. Dù có khả năng solo rất mạnh mẽ, nhưng các siêu thú này lại chưa từng cho thấy khả năng kết hợp với nhau. Không những thế, pet cưng sư tử của Kakeru còn có lần báo cả đội như gọi Gao chim ưng ra đánh 1-1 với Senki chẳng hạn. Bên cạnh đó, khác với phiên bản của Mỹ, Gao đỏ của Nhật không có hình dạng nâng cấp Power Up. Nhìn chung, Gao đỏ đánh nhau rất có tâm. Mỗi khi thua còn được Toei buff thêm sức mạnh niềm tin. Do đó, tôi sẽ trao cho anh ấy một chiếc cúp trong lòng người hâm mộ cùng vị trí trên một người mà dưới vạn người, hạng C. 2. Không nhẫn Yosuke. Vì còn trẻ tuổi nên Yosuke rất bốc đồng và liều lĩnh. Không những thế, cậu ta còn bị chậm hiểu. Nhưng bù lại, Hurricane Red cũng rất nhiệt tình và luôn nỗ lực để cải thiện bản thân. Về sức mạnh, Yosuke sở hữu một số nhẫn pháp khá là hay ho như lăng không chỉ cho phép ninja vừa bay trên không vừa combat. Đặc biệt, ninja còn có thể dùng chân của mình để giữ kẻ địch ở trên không, sau đó thực hiện các nhát chém liên tục vào chúng. Ảo biến hóa, cho phép ninja biến hình thành các phương tiện chiến đấu. Tuy nhiên vì đây chỉ là nhẫn pháp tạo ảo giác nên đòn tấn công của nó có thể chỉ mang tính hình thức. Lôi kích chạm, cho phép ninja tung ra các nhát chém sấm sét. Phi vân cước, cho phép ninja thực hiện một cú bật nhảy để thoát khỏi đầm lầy. Dòng nước xiết hoặc chống chọi kẻ thù thao túng trọng lực. Dây tự tại, cho phép ninja bắn ra một sợi dây từ bàn tay để trói kẻ địch. Trái với số lượng nhẫn pháp phong phú, vũ khí và mecha cá nhân của Yosuke chỉ có hai cái là Dry Gun và Hurricane Hawk. Ngoài ra, giống với người anh Gao đỏ, Yosuke cũng không có dạng Power Up riêng. Vì vậy, vị trí của không nhẫn sẽ là hạng D. 3. Abaret Ryoga. Dù fame không được tốt như hai người đàn anh Gao đỏ và không nhẫn, nhưng Abaret lại sở hữu rất nhiều form, vũ khí và mecha. Về form, anh ấy có 3 dạng là Abare Mode, cho phép các vết trắng trên trang phục siêu nhân biến thành các gai lớn để chém hoặc đâm. Abare Max, chiếc form giúp tăng khả năng chiến đấu của Ryoga lên gấp 3 lần. Với form này, Abaret có thể dễ dàng đánh bại những kẻ thù mạnh như Abare Killer hay Killer Ghost. Ngoài ra, trong phần phim kỷ niệm 20 năm, Abaret còn có form mới mạnh hơn là Cho Abare Max. Về vũ khí cá nhân, Ryoga có hai món là cây gậy Tyranno Rod và tấm khiên tặng kèm thêm kiếm Styrizer. Ngoài bộc long Tyranno, Abaret còn sở hữu hai hợp thể riêng cực kỳ bá đạo là Max Oja và Max Ryuo, cùng con pet đặc biệt Phainokodon. Tôi xếp Ryoga hạng S. 4. Dikaret Ban. Ban là một cảnh sát tài năng hay đưa ra những kế hoạch táo bạo nhưng đem lại hiệu quả cao. Vũ khí cá nhân của Ban bao gồm cặp súng D-Magnum, vũ khí mạnh nhất trong 5 đặc vụ phân khu trái đất. Khi Ban kết hợp cả hai cây lại thành Hybrid Magnum thì sức mạnh của nó còn được tăng lên rất nhiều lần. Các tuyệt chiêu được Ban sử dụng khi dùng D-Magnum là Hybrid Charging Shoot, Moonsaw Shot, Moonsaw Galaxy Shot, Hurricane Shot, Endless Shot. Chúng đều là các loại quyền pháp, dùng súng, làm công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, khả năng kiếm pháp của Ban cũng rất đáng nể vì có truyền thống gia đình là Samurai. Giống Abaret,
Dikaret cũng có hai super form là Swat Mode và Battleizer. Khi ở trong hai hình dạng này, bạn sẽ được độn giáp, thêm cánh và thêm vũ khí mới là D-Revolver. Tôi xếp anh ấy hạng A. 5. Magi Red Kai. Kai là chiến binh phép thuật sở hữu sức mạnh của lửa với các tuyệt chiêu như Red Fire, Red Fire Slash, Blazing Storm và Fatal Plate. Tính cách của Kai rất bốc đồng, máu liều nhiều hơn máu não, do đó anh đã có nhiều lần báo cả team, nhưng bù lại anh có một trái tim đầy quả cảm. Nhờ nhiều lần combat với phù thủy bóng đêm Wurzut, Kai đã dần trưởng thành và mạnh lên trông thấy. Sau này anh được update form lên thành Legend Magiret. Về mecha, Kai có thể tự biến thành Magi Phoenix hoặc Magi Firebird để hợp thể robot hoặc chiến đấu solo, hạng A. 6. Boukenred Akashi. Có thể nói Akashi là một đội trưởng cực kỳ hoàn hảo khi sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, ý chí quyết tâm cao, kinh nghiệm dày dặn và giỏi thu phục lòng người. Có lẽ vì thế đã có một easter egg trong phim thể hiện việc Boukenred sẽ là người được Akaret trao cho nhiệm vụ dẫn dắt thế hệ sau. Đó là tình tiết Akashi rút được thanh kiếm Zuban, lấy cảm hứng từ thanh kiếm Excalibur của vua Arthur. Theo truyền thuyết của anh, chỉ có ai làm vua mới rút được thanh kiếm này. Ngoài hình tượng hoàn hảo, Boukenred cũng sở hữu những con hàng khá là ngon nghẻ như Boukenbo, Dual Crusher, Mecha Gogo Dump, Jet và Commander. Bên cạnh đó, Akashi còn có hai form đặc biệt là Axel Tector và Lucky Mode. Tôi xếp anh này hạng A. 7. Gekired Jan. Xuất thân của Jan là một cậu bé người rừng được nuôi dưỡng bởi các loài động vật hoang dã. Do đó, anh có khả năng đánh hơi thấy mùi tà khí. Nhờ tâm hồn nhiệt huyết với võ thuật, Jan đã được chiêu mộ vào chiến đội quyền thú. Tuyệt chiêu của anh là kích thú hổ quyền và thể kỹ là điểm mạnh. Tiếp đến, Jan được sư phụ cá mập nhận làm đệ tử và truyền cho món đao pháp kích thú cá mập quyền. Nhưng xui là vẫn bị Ryo cho ăn hành. Sau đó, Jan đã được sư phụ khỉ đột dạy về tâm thuật tối cao, giúp anh nhận được một loại kích khí cực hạn, kích thú khỉ đột quyền, tiến lên hình dạng Super Geki. Về sau, Jan còn được lĩnh hội thêm lâm thú gấu quyền từ quyền ma đại địa, nhờ đó mà phong ấn được anh Long đẹp trai. Về vũ khí, Jan sở hữu cho mình một cây côn nhị khúc giống Lý Tiểu Long. Còn Mecha thì Jan có 3 con là hổ, cá mập và khỉ đột, hạng A. 8. Go On Red Sosuke. Sosuke là một người đội trưởng ồn ào, ngáo ngơ, nhưng bù lại anh cũng rất biết cách quan tâm đồng đội và không bao giờ chịu khuất phục. Vũ khí của Sosuke là Road Saber, một thanh kiếm to lớn với lưỡi kiếm được thiết kế giống như một con đường xa lộ có thể làm vũ khí lẫn ván trượt. Anh có 4 Mecha cộng sự là Speedro, Kisamot, T-Lai và K-Lai. Trong đó, 3 mecha cuối có thể kết hợp với nhau tạo thành robot riêng cho Sosuke là Kyoretsu O, hạng A. 9. Shinkenred Takeru. Tuy hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra anh là một thiếu chủ nhân hậu, biết quan tâm, hộ vệ và sống có trách nhiệm. Là samurai của lửa, Takeru có thể dùng các item như Indomaru, Kyoryu Disc để nâng cấp thành phiên bản mạnh hơn như Super Shinkenred hoặc Hyper Shinkenred Do. Vũ khí đặc trưng của anh là thanh liệt hỏa đại trảm đao, có thể làm kiếm hoặc súng. Các mecha mà Takeru sở hữu bao gồm sư tử, bọ hung và hổ. Vị trí của thiếu chủ sẽ là hạng S+. 10. Gosei Red Alata. Alata có khả năng nhìn thấu bản chất thật sự của mọi thứ. Hơn nữa, anh còn nhạy cảm với gió, vì vậy anh ấy có thể dễ dàng phát giác sự hiện diện của Uma thú hơn hẳn Gosei Pink. Là Gosei Red, Alata sở hữu sức mạnh của không trung. Vũ khí chính của anh là một thanh kiếm có tên là Skick Shot, giống với đuôi của một con rồng. Alata có 5 mecha là Gosei Dragon, Bird, Exotic Brothers, Skick Brothers và Mystic Brothers. Ngoài ra, anh còn hình dạng nâng cấp giúp gia tăng sức mạnh thêm nhiều lần là Super Mode, hạng A. 11. Gokai Red Marvelous. Marvelous là thuyền trưởng của tàu Gokai Galleon. Tuy là một người mưu trí và trượng nghĩa, nhưng anh cũng rất nóng nảy, dễ mất bình tĩnh. Với tư cách là Gokai Red, Marvelous là chiến binh healthy và balanced nhất trong đội vì anh thành thạo cả cận chiến và đánh nhau tầm xa. Ngoài ra, anh còn sở hữu các Ranger Keys, chìa khóa giúp biến hình thành siêu nhân đời trước. Trong những phần phim đặc biệt, Marvelous còn được Toei tài trợ cho nhiều form mới bá hơn như là Cross Armor, Galleon Armor, Gokai Red Silver Hybrid và Gold Mode. Mecha cá nhân của anh cũng chính là con tàu Gokai Galleon. Tôi quyết định xếp cho thuyền trưởng hạng S+. 12. Red Buster Hiromu. Hiromu là một người leader hết sức nghiêm túc và thẳng thắn của chiến đội đặc mệnh. Vì quá thẳng nên anh thường xuyên gặp xung đột với đồng nghiệp. Sở hữu tốc độ di chuyển và khả năng phản xạ cực nhanh, sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Thậm chí anh còn có khả năng chuyển hóa năng lượng vào một bộ phận để tăng đêm.
tôi cho rằng Hiromu xứng đáng thuộc hàng top Senshi. Tuy nhiên anh ấy có một điểm yếu, đó là rất sợ gà, gặp gà là xịt keo cứng ngắc do từng gặp ám ảnh tâm lý với chúng. Ngoài khả năng chiến đấu mạnh mẽ, Hiromu cũng sở hữu khá cỗ máy xịn sò như Chidanic, CB1, LT6 và Goldbuster Ace. Tôi xếp Hiromu hạng S. 13. Kiyoryu Red Daigo. Daigo là người đội trưởng tài năng của chiến đội Điện Long, thường được biết đến với nickname Kamen Rider King do được nhà làm phim buff cực mạnh. Red là người mạnh nhất, là người giải quyết tất cả vấn đề, bao gồm cả boss cuối, khiến cho cả series Kyoryuger trở thành phim kinh và những người bạn. Trong chiến đấu, Daigo là một chiến binh mạnh mẽ, ngầu lòi, sẵn sàng tả xung hữu đột mọi kẻ thù dù là ở dạng có sút hay không sút. Không những thế, anh còn có rất nhiều hình dạng nâng cấp cá nhân. Với nickname Kamen Rider King, tôi sẽ để anh ở hạng S+. 14. Tokyo Ichigo Wright. Wright là một leader ham ăn, ham ngủ và rất bốc đồng. Nhưng bù lại, anh cũng là người sống tích cực, thường xuyên truyền cảm hứng đến cho mọi người. Trong số 5 Tokyuger, Wright là người có trí tưởng tượng và sức chiến đấu mạnh nhất. Tuy nhiên, khác với người anh trước được buff sức mạnh rất nhiều, Wright chỉ được buff vừa đủ cho xứng danh đội trưởng, như nâng cấp form thành Hyper Tokyo Ichigo với Tokyo Ichigo of the Rainbow. Hạng B. 15. Aka Ninja Takaharu. Sau Kamen Rider King của chiến đội Điện Long, năm 2015, Toei tiếp tục cho ra đời Kamen Rider Takaharu. Với phần thời lượng chiếm sóng cùng tình tiết khó hiểu về mặt xây dựng nhân vật là trong buồng lái robot, Red thì được ngồi, còn các màu khác thì không. Không chỉ sở hữu số lượng mecha nhiều nhất đội, Takaharu còn có khả năng biến hình thành các ninja huyền thoại như Ninja Red, Hurricane Red và Jiraiya cùng các hình dạng nâng cấp sức mạnh như Close Change, Aka Ninja, Chojetsu. Tôi xếp anh này hạng S. 16. Zuo Eagle Yamato. Yamato là một nhà động vật học trẻ tuổi, vô tình quen biết với bốn người thú sống ở Zuland, một thế giới song song với thế giới con người thông qua khối lập phương Link Cube và trở thành một đội bảo vệ trái đất. Do nhận sức mạnh từ Zuman Đại Bàng nên ban đầu Yamato có thể biến hình thành Zuo Eagle. Sau này anh còn được nhận thêm sức mạnh từ các Zuman khác như là khỉ đột, cá voi. Bên cạnh đó anh cũng có những form khác như Great Instinct Awakened, sự kết hợp ba hình dạng của Zuo Eagle thành một, và Zuo Condor, sự kết hợp giữa Zuo Eagle và Zuo Bird, hạng A. 17. CC Red Lucky. Lucky là đội trưởng của Kyu Ranger, anh đến từ hành tinh Lut của chòm sao sư tử. Trong phim, Lucky được mệnh danh là chàng trai may mắn nhất vũ trụ vì gặp hên rất nhiều. Tuy nhiên nếu bị cạn kiệt, sức mạnh của anh sẽ bị yếu đi. Sau này Lucky còn được tiết lộ là hậu duệ của chiến binh huyền thoại Orion, đến từ chòm sao Lạp Hộ. Về các hình dạng nâng cấp, anh có các form sau: Pegasus, Taiyo, Red Moon và Orion. Trong đó form mạnh nhất, Orion, còn sở hữu hợp thể robot riêng là Orion Butler. Tôi xếp anh hạng S+. 18. Lupin Red Kairi và Patron Ichigo. Kairi là một cậu học sinh trung học 19 tuổi lười biếng hay trốn việc ở Bistro Jura và thường tỏ ra bất cần đời, nhưng khi đi ăn trộm thì lại rất bình tĩnh và tận tâm. Ngoài ra, anh cũng có những ý tưởng khá là hay như lợi dụng cảnh sát trong quá trình hành động chẳng hạn. Còn Keiichiro là một người đội trưởng nóng tính của đội cảnh sát Bat Ranger, phe đối địch của phe băng siêu trộm Lupin Ranger. Về sức mạnh, Kairi được nhà làm phim ưu ái hơn so với đối trọng của mình là Keiichiro khi cho anh sở hữu khá nhiều vũ khí, mecha và được dùng trước form nâng cấp. Do đó, tôi sẽ xếp Kairi hạng A, còn Keiichiro hạng B. 19. Ryusoret Ko. Cô là thủ lĩnh của chiến đội kỵ sĩ Long Ryu Soldier. Anh có tính cách mạnh mẽ, gan dạ và phong cách chiến đấu có phần hung tợn, áp đảo đối phương giống loài khủng long bạo chúa. Dù đã 209 tuổi nhưng anh lại rất trẻ con, lâu lâu thì cũng hơi ngáo ngơ. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà anh đã trả lời đúng câu đố do Dam Volcano đặt ra. Ngoài ra, Ryu Soldier Red cũng đang là Red Sensei sở hữu nhiều dạng power up nhất. Vì vậy tôi xếp Ko dạng S+. 20. Kiramai Red Juru. Juru là một chiến binh sáng tạo do trước đó là học sinh trung học có tài hội họa. Do còn trẻ tuổi nên phong cách chiến đấu của Juru ban đầu bị yếu kém hơn nhiều so với các đồng đội như không có sức chịu đựng và tốc độ nhanh bằng Senna, cũng không giỏi thiện xạ, kiếm thuật và võ thuật như Tametomo, Shiguru và Seiyo. Nhưng bù lại, anh có thể sáng tạo ra vô số chiêu thức tấn công mới lạ và có thể tạo ra các machine, điều mà chỉ có vua Oradin làm được. Hạng B. 21. Zenkai Juran. Juran là robot hệ sinh vật tiền sử, lấy cảm hứng từ Daryujin. Anh có màu đỏ tràn đầy năng lượng và là người máy lâu đời nhất trong các Gikainoi. Trong khi các Gikainoi khác đều có tài thiện xạ xuất sắc, Juran lại chọn cho mình hướng đi riêng là phong cách chiến đấu tập trung vào thể lực và đánh cận chiến.
Ngoài ra, anh ta cũng có thể dùng cái đầu khủng long trên ngực của mình để phun ra lửa. Bằng cách chuyển Sentai Gear của mình sang Kikai Side, anh sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh, trở thành hình dạng Jiran Tyranno, cho phép Jiran combat với những con quái vật Kudai Tetsuto, hạng A. 22. Don Momotaro Taro. Đào Minh Chủ là một anh chàng 21 tuổi, không có khả năng sộn lào. Từ khi còn bé, anh đã đến với thế giới loài người trong một cái kén hình quả đào. Sau đó, có người đã tìm thấy và nuôi lớn anh, nhưng vì lý do nào đấy mà Taro đã bỏ nhà ra đi. Giờ hiện tại, anh đang là shipper part-time dưới dạng Don Momotaro. Taro sở hữu kỹ năng kiếm thuật cực kỳ điêu luyện. Không những thế, anh còn sở hữu cho mình rất nhiều form, có những form còn giúp anh thiếu điều trở thành hợp thể robot mới luôn. Tôi quyết định xếp Đào Minh Chủ hạng S+. 23. Kuwagata Ojirira. Gira là hoàng đệ của Raikos, vua nước Sudgodom. Đây là một vương quốc công nghiệp và cũng là vương quốc hùng mạnh nhất trong số 5 nước được tạo ra bởi các vị thần Sugot. Khi dùng thanh kiếm Ojo Kalibu, Gira sẽ biến hình thành chiến binh đỏ, sở hữu cơ khí God Kuwagata và sử dụng King Weapon ở hình dạng kiếm để đánh nhau. Bên cạnh đó, tuy chưa hết phim, nhưng Gira đã sở hữu cho mình khá form được nâng cấp lẫn mecha như King Kuwagata Ojo, Spider Kumonos, King Kakasu Kaburo và God Tarantula. Do đó, tôi sẽ tạm thời xếp Gira ở hạng S. 24. Akaret. Akaret là một nhân vật bí ẩn trong lịch sử Super Sentai và có sức mạnh có thể nói là tối thượng nhất vì ông ta được cho là hiện thân của các chiến binh đỏ. Về sức mạnh, ông có khả năng biến hình thành bất kỳ chiến binh đỏ nào mà không cần sử dụng thiết bị Henshin như Gokairet cũng như triệu hồi tất cả các vũ khí của họ. Theo từng thời kỳ, khi có một siêu nhân đỏ ra đời thì đồng nghĩa với việc Akaret cũng sở hữu ý chí cũng như sức mạnh, vũ khí của siêu nhân đỏ đó. Do vậy, có thể nói rằng Akaret đang sở hữu một năng lực tăng trưởng vô hạn, mạnh không ngừng theo từng thời kỳ, miễn là lịch sử của các chiến đội không kết thúc là được. Vì thế, hạng S cộng cộng là vừa đẹp với chiến binh đỏ bất diệt này. Sau khi tổng hợp và sắp xếp, thì đây là bảng xếp hạng các đời siêu nhân đỏ từ Gao trở về sau của Messine. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy comment phía dưới cho tôi biết nhé! Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research, giải trí nên chỉ mang tính chất tham khảo thiện lành thôi nha các anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye!